Thưa quý vị, ở thời điểm này, Đà Nẵng đang bước vào cao điểm mùa du lịch biển, mùa sôi động nhất trong năm. Lượng người dân và du khách đổ về các bãi biển của thành phố tăng cao. Điều này cũng đặt ra nhiều áp lực trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Trong thực tế thì những vụ trộm cắp tài sản của người dân và khách du lịch ở thời gian gần đây vẫn diễn ra, cho thấy càng không thể chủ quan với loại tội phạm này. Đối tượng này đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của du khách thì bị đội quản lý trật tự bãi biển bắt quả tang vào ngày 9 tháng 3 vừa qua. Sau thời gian rình mò theo dõi và chờ khách sơ hở, đối tượng trộm chìa khóa mà khách để trên bãi cát, quay lại bãi giữ xe, mở cốp và lấy tài sản. Đây chỉ là một trong số những vụ trộm cắp bị phát hiện gần đây trên bãi biển. Khi mà phát hiện ra thì nói chung là thì đối tượng cũng thoát chạy, nhưng mà cũng được sự phối hợp chặt chẽ nên cũng được chính quyền rồi bà con cũng hỗ trợ, nên là thành thử là bắt được một số vụ, nói chung là cũng đã là giao cho công an địa phương xử lý. Phương thức thủ đoạn là nhắm vào những cái du khách, những cái người ngoại tỉnh cũng như những người sử dụng những biển số xe ngoại tỉnh gửi xe vào các bãi tắm. Thay vì gửi đồ vào chủ quầy để trông coi thì là để những tài sản như điện thoại hoặc là tiền, những tài sản có giá trị khác vào trong cốp xe và sau đó là xuống biển tắm. Bên cạnh đó thì cũng có một số du khách chủ quan để đồ tư trang vật dụng ở trên bãi cát và sau đó là xuống biển tắm, và khi mà lên thì phát hiện tài sản của mình đã bị kẻ gian lấy mất. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện, thụ lý 7 vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản của du khách. Đó là chưa kể những trường hợp không trình báo. Hơn nữa, các đối tượng còn dùng thủ đoạn trà trộn với khách du lịch để quan sát, xác định vị trí tài sản, rồi thông tin cho đối tượng khác tiếp cận. Nắm rõ chiêu trò thủ đoạn của đối tượng, ngoài duy trì các tổ tuần tra mật phục, công an các phường tuyến biển còn tăng cường tuần tra công khai, mật phục bám sát địa bàn. Gia đình thì trước lúc mà xuống bãi tắm thì cũng có người từ trông coi, đúng không? Cử người lại trông coi tài sản của mình trên bãi biển để bảo đảm một cái công tác trật tự trị an của tại nơi công cộng. Khi mà đến đây tắm thì tôi cũng có người nhà để giữ đồ của mình, thì nói chung là biển cũng sạch sẽ, an ninh. Với lại có mấy anh bảo vệ nè, an ninh là giữ trật tự nè, cũng bảo quản được tài sản của mình nữa. Từ những vụ việc trên, công an thành phố khuyến cáo người dân khi đi tắm biển không nên mang theo nhiều tài sản quý giá. Nếu mang nhiều đồ, cần cắt cử người trông coi, không nên chỉ để trên bãi cát hoặc ghế nghỉ, tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.